Người dân cứ đào vô trong bắt người ra. Tại sao bắt người? Người dân đào vô trong bắt đi. Tại sao bắt người? Tôi phải đi tới nè. Không ạ. Em đang đứng đem đón người nhà, tại sao anh bắt em đi tới? Chỗ này không có dừng xe được. Bây giờ em đi tìm người. Anh cứ chạy cho tôi. Dừng xe chờ chỗ này để tìm người. Thế em hỏi bên tại sao bắt người ta vào trong kia? Người dân tôi lên tiếng. Tới đi anh ơi. Dạ xe tới đi. Người dân tôi bị lên tiếng. Bắt người thì đã không được. Ủa ai bắt chồng anh chị? Hả? Xe ai chồng anh chị? Xe của anh ông anh. Làm công an muốn làm chi là làm à? Phải làm cho đúng. Còn tối vậy con. Cứ đậu đây. Còn sợ không? Đâu đây mà đòi người. Không sợ thấy không? Anh em thấy không? Nhóm này nói không sợ đây, mình làm đúng rồi mình không sợ đúng con. Làm đúng mà sợ cái gì? Còn không có được sợ, hiểu không? Cái tạm bệnh bẩn mà nó đi bảo vệ cái tạm bệnh bẩn. Công an phải vào cuộc điều tra làm rõ. Mình làm đúng con không có sợ. Dám đi luôn. Công an phải làm rõ cái tạm bệnh đó chứ. Mà đi ra bắt người trái pháp luật tới ngày. Không làm rõ lý do vì sao? Người dân cứ lại đây ào ào chạy vô trong bắt người đó. Công an mà chỉ không công bằng tí nào. Cứ bảo vệ, bảo kê bớt, bớt bẩn. Dừng xe đây mà đòi người. Không đi đâu. Người ở đây em phải đứng đây đòi đây chứ. Đứng đây đòi người, bắt người của tôi. Có người tôi mới đi. Người ở đây bây giờ. Bây giờ người ở đây phải đòi ở đây. Em thấy người đang bị ở đây, em đứng ở đây. Chạy xe tới đi bác tài. Tại sao mà đứng đây, tại sao anh cho em đi xa như vậy? Pháp luật mà còn. Chi lạ luôn. Bên bệnh bây giờ bảo kê bên bệnh sao lại vậy? Mấy anh là con an phải khánh minh minh mệt chứ. Đứng đây không đi. Đường bước xa quá đi. Có được đại cơ quan này là không đi. Đừng có ngõ đó, đâu có vấn đề gì. Tôi dây đồ của đâu cũng sao nữa. Bây giờ các anh đang làm gì ở đây? Theo ba đi đánh bót đòi lại quyền. Con ạ, à, bé nhưng con phải đòi lại cái quyền đánh của con. Đánh bót là bóng mà công an không đòi con lại điều tra làm rõ mà cứ bắt người tối ngày. Nhốt xe đi bắt người đi. Là sao? Đây là bị sướng ngày qua cả đêm đây nè. Em bức xúc lắm rồi, em phải nói thôi. Nhóc nhỏ này rất là dễ thương nha anh em. Công an phải vào cuộc cái bên bệnh đó thôi. Cậu ơi. Mà làm điều tra làm rõ. Xe của anh em có nói đi không? Ngay đây qua ngày nọ mà bắt người nhốt trong đây này. Bắt người ra pháp luật. Mày là cẩu xe chị Phương, anh Long, anh Danh, anh Tý vô đó mấy à đứa. Con cứ bu hết đi, chạy vô đó bắt người ra. Hẻm này kia là hẻm huyền thoại. Sao chứ hết mình đúng. Giờ anh em đang bu lại mới đòi được chiếc xe đó ra mới được. Nhưng mà công an ở đây không cho vô. Tôi thấy cái làm việc kiểu gì tôi thấy tôi quay lại mà mặt quá lạ. Nên khai người. Người ta đang lưu thông bắt nhốt vô trong cái hẻm đó. Người dân cũng có quyền chứ, đúng cái sai chứ. Cái đúng cái sai chứ. Các ông đang xem livestream của tôi chạy ra đây xem nào. Thế em cũng nổi tên sông nhờ như cái chuyện hệ luật. Không ra đây chứ nào, ra đây quá điên. Điên quá rồi. Tôi không hiểu được cách làm việc của mấy ông công an Bình Tân. Cách làm việc chi mà lạ quá. Xe ta đang không lấy xe cẩu cẩu. Chỉ có công an Bình Tân mới làm việc cách này thôi. Cái hẻm huyền thoại mà hôm qua nhốt nguyên một gia đình đây là có thằng nhóc rồi nè. Nhốt nguyên một đêm người ta trong đó. Ông bây giờ bắt người tối ngày bắt người. Ngày này qua ngày kia mà không vào cuộc điều tra làm rõ. Cái bất bệnh. Bất dơ bất dốt. Ăn tiền của người dân không? Không lẽ còn bớt cho, còn bớt mà còn công an, còn công an là còn bớt hả? Đi ra đại đây đi. Anh em có người dân ra đây này chơi, anh em vào xem cái này cũng vậy có anh. Chị đây hôm qua là quân đại là cũng đại được này. Em hôm qua là nay em nói gì này em thấy em bức xúc quá rồi. Có anh Nam có chị Hoài. Em phải nói rồi. Rất đông anh em tài xế ở đây ra hỗ trợ. Cứ đậu đây mà đòi người. Không có gì phải sợ. Liên ơi. Có xe Honda thì làm xe Honda, có xe bút bánh thì làm xe bút bánh. Đi bộ thôi. Hỏi anh người dân là công an quay vậy. Cái hẻm huyền thoại. Đang đi bạc đây đang xài đi. Anh đứng đó là anh bảo vệ bảo kê bớt đó. Anh em mình cứ ra bình thường thì mình cứ làm đúng. Anh làm đúng anh đừng có đeo khẩu trang đi. Đứng sau cái bốt bệnh mà bảo kê ăn
của nó bao nhiêu tiền không biết. Người của tôi ra được tôi mới đi. Mấy anh bắt người có đúng không? Thôi anh bắt người có đúng không mà anh ơi, người dân cứ đứng đó, đứng đó không được đi, đứng đó mà chứng kiến, chứng kiến các anh công an làm việc coi đúng hay sai. Chim lợn đéo đéo sợ chim lợn. Đang đâu hả? Lợn heo bò gì cũng không sợ. Giữa nào? Làm công an phải vào cuộc và điều tra cái bớt bệnh nó đang sao? Trong làng đã khô hết hàng rồi. Ở đâu? Trong cái chỗ BOT hay là ở ngoài? Ủa anh dính trong đó luôn hả? Mẹ nồi kia. Cứ đổ đi là xe em kiếm tí. Anh Hà Nhân Nam nó đang ở trên cái hẻm huyền thoại rồi. Đàn áp công an mà đàn áp người chứ. Cái chạm chút bên tay phải có cái hẻm đứng tay đông quá trời. Không biết cái đúng cái sai nào á. Chạy lên đây, chạy qua cái chạm đi bên tấp xi nhanh bên phải là đó công an giả đó. À vậy anh xách trong bóp đi. Người dân cứ tập tới đi. Tới đi. Người dân cứ tập trung tới. Cái gì? Bạn làm cái gì? Không phải. Anh em có ra hỗ trợ thì mình tuyệt đối không được, cậu là không được. Công an phải biết cái đúng cái sai á. Boss đã bẩn mà không biết còn à. Đúng sao cái boss là bảo vệ chiếc nô màu trắng đó nha. 59 đó hả? 37 đuôi hả? Con này làm gì? Trời ơi, người nhà em ở đây mà sao nó kêu em tới? Ủa, phải đeo ra cái bên bệnh ra đi chứ. Cho người dân cái khỏa nát nha. BOT này tôi không hiểu họ là con người hay là con gì đây. Người ta đang đòi quyền lợi chung cho tất cả, đòi quyền lợi luôn cho mấy anh. Mà mấy anh bị chút lợi dụng mà mấy anh chẳng hàng đánh mất cái lương tâm của mấy anh. Tôi không hiểu nhau này, con cái mạnh lớn lên biết cái công việc làm của mấy anh. Mấy ngày hôm nay thì mấy anh nghĩ như là cái anh bức xúc thiệt. Có mấy ông lấy máy ra canh canh chụp hình mấy cái thằng mà nó alo? Nó cái nhanh tin gì? Công an mà nó đứng nó nhỏ nhỏ cái công an nó chụp nó gần gần á. Anh Tuấn hả? Anh Tuấn hả? Mấy cái thằng mà đeo khẩu trang mà đứng làm đúng mà sao mày đeo khẩu trang? Công an giả à? Hô hô lên! Lên! Bà con mày ru nó đông á! Ru đông đôi người đi! Đôi người! Đáng ơi cho người ta! Bảo vệ cho cái BOT này anh làm việc kiểu gì tôi không hiểu được. Công an phải bao con điều tra cái bản tin. Giúp xịt. Tắt 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 đi, tắt đi. Bye 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 đi. Im đi im đi. Từ từ đăng kia, đăng dồn đăng kia. Hẹt đúng mà mình cũng lên tăng xong. Thế cái gì là nghe nghe đeo khẩu trang đó, đó. Công an đeo khẩu trang, công an đi làm nhiệm vụ đeo khẩu trang bây giờ. Sao kêu mấy người hả? Kia trong kia ra đây anh em ơi, người ta đông đông người ta ủng hộ sợ gì nữa. Kêu mấy người kia đi bộ ra. Ông ra mà ông ra mà ông ra mà điền ông ra có gì đâu. Bắt người trái pháp luật rồi. Ơi có một xe anh em kia đang quánh trong làng cổng á. Có một xe bốn bệnh mà bảo kê, công an bảo kê, công an phải bao cổ mà điền ra cái bệnh này đi. Cậu mình theo thêm tất cả mấy chục anh em theo em xe này, em đứng nhiều lắm, cố tình cho cậu rồi. Cứ để cho nó cậu vào đây đi. Rồi tất cả anh em ở đây nhá. Có một cái xe nó chuẩn bị cậu. Hello. Hello. Đấy, anh ra ba con nhấc vô. Alo, anh đi ra được không? Đi ra đi. À, con ở trong tôi vô. Không cho ra hả? Hả? Làm đúng, mình làm đúng mà không sợ. Nó trả nặng cho đi luôn. Em ơi, em ơi. Ê ê. Tạm thời em quay qua chỗ khác đi tại vì em là hiện tại bây giờ là không quay nay với bọn anh hết. Mà tự nhiên em quay nhiều vì người ta nói cho nên không thể em tắt đi đừng có quay nữa. Tại vì em phải quen em mới quay, bây giờ em quen em quay nhỉ. Điên ghê. Đậu xe đây này. Đậu xe đây này thôi người này. Không biết
Ha, nó nước sao? Lấy cái nước. Giải đáp từ chủ BOT từ ban lãnh đạo. Mà công an cũng vào cuộc điều tra làm rõ cái bất bình này. Nước nè. Tiếp. Làm sao mà làm việc được? Tiếp đi. Em bức xúc lắm. Đúng rồi. Nếu mà đứng sau bảo kê giai đoạn 2 mà lên cầu mà làm cái trạm thu phí từ ăn Lạc tiền của các bà con cực khổ làm 20 mét rồi đông đông đây nè đó liền người của tôi đi đang hoàng chính chính mà đi bắt không cho hắn nói cho không cho vô ra luôn nó tành trong á công an nó không cho ra hả ừ tành. Mấy anh em của em đang đậu trong bót quýnh trong cổng luôn cho nó cẩu luôn điên tức mà muốn làm chi làm còn cái ông già trong tạm bót nữa đó cứ suối người đánh người dân. Là có một ông trong BOT chỉ đạo một cái đám bảo vệ rồi đánh anh Minh Ý. Tôi nguyện của anh làm việc kiểu gì? Mình nói ra cho người ta đào đòi người lợi chung. Làm công an mà đứng đó nhìn. Người trong trạm tôi suối quánh người dân. Người đứng công an đứng đó nhìn. Công an thôi qua đi. Này là các anh làm công an đây làm gì? Không phải là ai hết á. Người ta đòi người lợi cho các anh. Người ta đòi giết chết người ta, đánh người ta. Tôi nghĩ là này con cái anh lớn lên có biết cái chuyện đó nó nghĩ như thế nào. Chắc là mỗi lần làm chứng được một cái hay sao? Hai người giá rồi. Đấy bên hẻm số 6 này nhà bên hẻm 6 này. Nó cạnh tranh quá cho nên hai ba người nó giành luôn. Nghe đi cái xe ở làn số 2 mà bị cẩu vào đây rất là nhờ mong muốn là nhờ tất cả anh em ở đây là theo cái xe đó. Ùa vào luôn. Chưa. Đâu rồi, chưa cẩu chưa? Ủa xe đã chuẩn bị cẩu xe đã cẩu trong lan trong bót luôn hả? Ôi làm con ăn hay à? Ăn tối ngày đi cẩu xe không có việc chi làm. Thích cẩu nha, thích cẩu mai cho cẩu thì cẩu cẩu luôn. Cái bót bệnh mà cứ bảo kê làm con phải vào cuộc điều tra đi chứ. Đúng rồi, hướng anh An Lạc mà. Em ơi, đứng né đằng sau kia này cho anh quay cái. Tôi hiểu có một số anh em bị ngoài đồng bạc thì của BOT
à, không hiểu vì sao mà công an làm việc, công an làm việc mà bị dân phản đối như vậy. Công an bắt người trái pháp luật. Đấy, chứng tỏ là công an chỉ làm trái pháp luật thôi. Người đó đứng đó không đi đâu hết á. Đời người không đi đâu hết á. Nó chèn vô, nó gặp người đó. Chèn chứ mà chèn. Đứng đó. Mấy anh cứ đứng đó, người dân cứ đứng đó, đừng có đi. Chúng tôi đứng đây rất ôn hòa, tâm rất là mong được các anh coi như là bảo vệ không có hợp tác gì hết á. Bắt người trái pháp luật mà kêu hợp tác cũng không hợp tác của bà tôi trong kia chứ không phải hợp tác. Bắt người trái pháp luật văn phòng lúc chiều chúng tôi đến văn bà con cứ đứng đó, bà con người dân cứ đứng đó. Bắt người trái pháp luật mà bằng cơ người dân cứ đứng đó đừng có đi. Người dân cứ đứng đó đừng có đi. Bắt người ra pháp luật mà sao không phải đi. Bắt người ra pháp luật, người dân cứ đứng đó mà chứng kiến. Người dân cứ đứng đó mà chứng kiến. Người dân đứng đó mà chứng kiến. Công an mà đã làm đúng hay sai mà cứ đuổi người. Bắt người ra pháp luật. Bắt người ra pháp luật. Đứng trên. Ở ngoài đường bắt bơi gì đuổi người ta đi. Đâu phải vậy em. Ở đây trong mấy đường nha. Thời này thời bình chứ phải thời chiến tranh đâu. Làm có đúng đâu mà đuổi hả? Người dân đứng đó mà là chứng kiến. Thời này thời bình chứ phải thời chiến tranh đâu. Người dân đứng đó chứng kiến. Không đi đâu hết. Bức xúc xếp. Lực cái thông đường bỏ chuyện làm có đúng đâu mà đuổi họ không đuổi. Người dân đứng đó chứng kiến. Mấy anh đưa cái luật nào mà đuổi người đi bộ thôi. Lực cái thông đường bộ tại Việt Nam làm gì có cái luật đó. Không có quay gì đuổi anh. Người đứng đó. Người dân có quyền. Người dân có quyền. Người dân có quyền. Đứng đó chứng kiến. Không có quyền gì. Người dân có đứng đó. Người dân đứng đó. Không có đứng gì hết à. Đứng đó mà chứng kiến. Công an sai mà cứ người dân có quyền. Đòi lại công bằng chứ. Công an làm trái pháp luật mà cứ hay ho hề. Ủa có tôi thấy vô lý cái có cái anh em trên cộng đồng mạng coi hỏi giùm tôi có cái luật nào mà đuổi người đi bộ không? Cái anh soạn tôi cái luật đó, văn bản tôi coi là tôi xuống tôi nói chuyện với mấy ông công an Bình Tân nha. Làm công an không lý. Đúng mà bảo kê bóp. Dân người ta mới có bắt rồi. Đứng đó đuổi người ta đi. Trong trạm thuê suối người đánh rồi mà công an đứng thờ ơ đó mà làm công an để làm gì? Làm công an để bù nhân à? Đứng đó mà nhân à? Làm oai đứng đó làm oai hay sao mà? Làm công an để làm oai mà? Mở cửa em ra ngoài xíu anh chứ không sao đâu. Hả? Thôi em đừng có ra nữa. Ok, ngồi đây đi. Bà con đứng đó đó làm chứng. Ồ, bà con đứng đó làm chứng. Không có gì liên quan tới mấy các anh đó đó. Bà con đứng làm chứng. Các anh làm sai. Bà con có quyền. Bảo vệ cho dân được. Bà dân quyền có quyền hết đó. Các anh làm sai. Mấy anh công an là đi bảo vệ cho dân. Các anh bà con đứng đó làm chứng. Công an làm sai. Hay là bố. No. Đừng nói. Công là bố rồi nhưng mà công thích đuổi ai thì công đuổi. Mình đúng mà đâu sợ. Đem tay đâu, cái thằng nào là giám đốc đi cô đâu. Ờ, đem cái thằng đó ra, đem cái đầu lõ đó ra. Anh em mình hư hỏng hết. Anh em là... Cẩu xe, bắt người, mua xe. Mua đồ cho công an mà. Soạn cái luật nào mà đuổi người đi bộ không? Làm cái luật đó không? Có không? Hả? Người dân trả lương. Như các tỉnh khác thì không có, như hình như ở Sài Gòn là có. Có trả lương cho người dân trả lương cho công an. Cái quận này là có. Hình như có một quận Bình Tân là được công an được đuổi người đi bộ. Anh em trên cộng đồng mạng với anh em ở đây coi. Ba biết bao nhiêu tiền của người dân. Có cái luật nào đuổi người đi bộ không anh em? Mà bị cẩm ở đây thì tôi
ở nước Việt Nam này không có cái luật đuổi người đi bộ, nhưng riêng quận Bình Tân này mới có cái luật là đuổi người đi bộ. Lạ vậy, kể cả hàng rào luật pháp gì kỳ cục vậy. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội luật đi là luật rừng, người đi bộ. Luật rừng á, luật rừng á, cái bằng luật rừng, luật của quận Bình Tân, đế chế vương quốc Bình Tân là gì đây? Công an rồi tùm lum rồi bảo vệ gì? Công an xã hội đây nếu sợ bảo vệ cái trạm BOT này, người ta đòi quyền lợi chung cho tất cả, ta đòi quyền lợi chung cho bên công an luôn. Làm công an để đứng mà để bù nhìn, đứng mà hứng tiền. Tại vì cái trạm biết cái chữ tiền, cái trạm thu phí này nó thu là ảnh hưởng chung cho tất cả. Tất nhiên khi mà trạm thu phí thu hoài thì cái vận chuyển đường bộ sẽ tăng lên. Tất cả mình đúng thôi, mình làm đúng, bà con đứng đó chứng kiến công an làm việc. Người ta đòi mình lợi chung với tất cả, là để đủ người ta là sao kỳ cục vậy? Này để cho phụ nữ lên tiếng thôi. Bốt bẩn mà đứng bảo kê. Làm công an phải vào cuộc điều tra rõ cái bất bẩn đó chứ. Này bây giờ vợ ở nhà vợ nóng lắm rồi, hôm nay cho vợ đi vợ xả cái. Ừ, mai em làm việc cho bà xem. Ai? Xe anh em của em đậu trong làng nó chạy nó trở lại. Làm cái gì? Xe của anh em tụi em hồi nãy á đậu trong BOT á. Đập nó đập xe bốn người cho nó chạy đó. Đập xe hả? Ôi, đập xe mà có công an mà đứng đó hả? Trong trong làng có công an đó không? Có. Làm công an đấy làm gì? Chạy đi cho đập thoải mái. Đập thì đền có công an đó mà để làm gì? Vậy là công an này bảo vệ bót rồi, bảo kê bót rồi. Công an bảo vệ bót chứ không phải bảo vệ nhân dân. Bảo kê bót, bảo vệ bót, ăn tiền của bót. Dân đâu trả lương, là trả lương cho công an. Bót trả lương. Không có nói ăn tiền nha, không có thấy không có nói được nha. Tức quá bức xúc mà không nói sao được. Trong cái trạm thu phí, cái làn xe thứ ba có một chiếc xe bị đánh trống á. Đó. Đánh mốt xe luôn. Có người đánh xe mà công an đứng đó. Xe chứng tỏ là bảo kê bắt chưa? Chiếc xe của anh em tôi đang đậu trống. Bà con thấy không? Bà con chứng kiến chưa? Thấy bà con chứng kiến chưa? Trong cái trạm thu phí. Có xe đang trạm bị đậu mà công an đứng đây. Bảo vệ bắt đây là bảo vệ người dân. Đúng không? Đúng rồi. Bảo vệ bắt đây là bảo vệ người dân. Hỏi công an đây. Có một chiếc xe màu trắng trong trạm thu phí BOT An Lạc, hướng từ An Lạc về An Xuân. Vào cuộc mà điều tra cái bất bình ra đây. Trả quyền lợi cho bà con nhân dân đây. Luôn thì quay đi quay nó chặn xe không chờ đây, nó lấy đá nó chọn móc xe chọn rồi, lấy đá chọn móc xe chơi trò bất bẩn nhá. Anh em kéo tới hỗ trợ giùm đây, xe bốn chỗ lấy đá chọn xe. Bà con mình phải tập trung đông vào làm tối nay cho anh đấy luôn. Đi đây, đi đây, bà con ra đây đây, không sợ ra đi ra đi. Công an đứng đây để làm gì? Anh em chia ra. Bảo vệ đó là bảo vệ người dân. Một nửa tới đó, một nửa ở đây cũng công an đứng bên sai. Trong trạm thu phí BOT An Sương là hướng từ An Lạc về An Sương. Một chiếc xe bốn chỗ của em tôi đậu trong đó là bà công an đã chọn nhưng công an không bảo vệ. Bảo kê bót đây luôn. Ủa xe đặt kia bị trội mà. Anh ơi, anh công an đứng đây nhìn chúng ta. Anh công an ơi, anh công an ơi, anh ơi, anh làm công an đây làm công gì anh ơi? Anh đây bảo kê bót trong, trong, trong cái trạm đó có một chiếc xe bị đánh trống ở sau. Sao mấy anh công an đứng đó mà nhìn có cái xe đặt kia bị đánh đặt kìa. Trong công an đây làm gì? Công an đây bảo kê bót không? Cái làn xe thứ ba á có một chiếc bốn chỗ động đó, người ta lấy đá để chọi cho mấy anh đó. Chúng em không ai bảo vệ dùm người dân vậy. Công an mà bảo vệ người dân mà bảo xe bắt hả? À, tới tới anh đây. Người dân đứng đây mà chứng kiến.
đăng ký nào nó cả, coi khi nào nó cả, đừng có sai gì mà phải ký cái đơn của nó, có đúng có sai chưa? Bức xúc ghê. Tôi bị nhốt hết cả đêm qua đây nè, chịu bức xúc lắm rồi đó, nổi tăng xong nổi điên rồi, cả con tôi cũng bị nhốt, con tôi 3 tuổi mà cũng nhốt. Thôi làm công an mà đứng cho ai cái chưa? Làm công an mà đứng chống nạnh ôm tay là cho ai không à? Né qua bên tiếp rồi. Né qua cho quay nha. Người đẹp đó đứng ngay của anh đi. Phạm cứ xối người đánh người, công an đứng đó nhìn. Trạm thu phí có một chiếc xe bị đánh nhưng công an không có vào đó làm việc, không có bảo vệ chiếc xe đó mà có đứng canh xe anh em tụi tôi đây. Anh em nhìn thấy trong cái hẻm này là kia là hẻm điện thoại, là cái hẻm này là hôm qua nhốt một gia đình có một đứa bé nhỏ xíu à, nhốt trong đó. Xe làm số 3 ở giữa hả? Đấy, chớp đèn đấy. Xe làm chớp đèn đó. Trong trạm thu phí BOT An Sương An Lạc, hướng từ An Lạc về An Sương. Đâu có đặt xe đâu. Có không? Đấy đá chọi không? Nó không cho đi phải không? Nó không cho đi mà nó chặn ba le luôn và nó cho người giọt đá vào xe luôn. Bây giờ nó không dám cẩu ở đây em hiểu không? Đấy, nó không dám cẩu ở đây nữa rồi. Kêu dừng giờ nó cho đá cho bẩn dần nào. Bảo bố tên ra làm rõ. Bên bắt bắt. Già tuệ tỉnh. Đúng à, tới ngày bảo kê bắt. Anh bấm liền. Anh thì có bắt hay là chờ anh tiền chưa? Nhưng đã tiền lương hay là bắt đã tiền lương? Báo cáo mọi người là... Em chẳng không biết mà. Rồi, nghỉ tí đi. Nghỉ tí đi. Công an làm công an biết làm ăn cướp chứ làm công an. À không được. Mình đang đầu chỗ này nó ấy. Mình phải ngồi trên xe, không xuống xe. Bây giờ nó đang chờ mình xuống xe này, nó tóm mình thôi. Các bạn đừng có hiểu cái hoàn cảnh này. Xuống xe mắc con nhỏ xuống xe đó. Tóm quyền tự do đi lại và không có cất gì mà tóm. Hiện tại tôi đang ngồi trong xe của anh. Đấy không sợ dùng què gì tí. Nó chỉ chờ anh tí bước xuống xe thôi. Này nó cho người rồi đánh ảnh. Tôi đang ngồi với ảnh. Ngồi trên xe cho mấy khẩu trang bịt mặt kim lợn thích đánh tập bể kiến cũng được. Móng chân móng tay nào. Ủa cái này nữa. Không sao nó chạy để kiến này không sao, nó không dám làm gì. Không làm gì đâu. Tôi không hiểu được mấy anh em bảo vệ cho cái trạm thu phí này. Các anh em nhìn thấy cái thằng nhóc nhỏ xíu này có 3 tuổi rồi, tôi không biết các anh em nghĩ cái gì trong đầu. Anh em cũng có con cái vậy mà sau này con cái của anh nó biết cái anh làm chuyện đó, tôi không biết cái anh giải thích với con cái của anh như thế nào. Trong khi cả một cái gia đình này người ta dưới mình tay lên người ta phản đối. Thấy chưa? Làm công an cái mà đứng thu phí bất hợp pháp của cái trạm thu phí. Bây giờ em chưa ăn lại, người ta đòi quyền lợi cho các anh luôn. Đòi quyền lợi luôn cho công an Bình Tân luôn, đòi quyền lợi chung cho tất cả người dân đi ngang cái trạm thu phí này, là vì trạm thu phí mà thu hoài cái tiền vận chuyển của vận tải. Đừng có. Người ta đòi quyền lợi chung cho tất cả. Cái cái thằng nhóc nhỏ xíu này nó cũng đòi quyền lợi chung cho tất cả mà cái anh đòi đánh nó là sao? Các anh cẩu xe ra nhốt nhỏ hôm qua nhốt nhỏ tới khuya. Nhốt từ hôm qua nó nhốt anh từ trưa tới tối hả anh tí? Ờ từ trưa đến gần 9 giờ tối. Đó các anh nhốt là nhỏ chút xíu rồi, nhốt nhỏ trong cái video tôi nè. Lần đầu tiên. Nó tội tình gì các anh nhốt nó. Nhân dân đông hơn dân phòng. Nhân phải có quyền của dân chứ. Mà công nhận là phải nói là công nhận là trong này nuôi nhiều chó nhỉ, mà tối nay sao lại tuột rất nhiều thế? Đó nhà ai thì mang về đi nhá, xích lại. Trong này công nhận ngoài Bắc em nuôi ít chó lắm. Tại vì chó là nó hay đôi khi là chó dại nó cắn bàn hiểu không? Trong này các bác nuôi chó nhiều quá mà không thích lại. Thích là nó cắn bậy à? Thích nó cắn bậy à? Xe của mình tí có tắt luôn. Không, mà vòng cũng cần quay. Quay họ nói mình nhà chửi của quay được mệt. Chó nhà em nói là chủ nói cho mày nghe không? Ngon. Chó nhà các bác nuôi làm sao mà cứ để tuột sức ra được này. Cô. Chó này thích lạ cắn à? Đúng ai lạ cắn đó à? Ê, con sợ không con?
không thấy không, nhóc nhỏ nó nói không sợ lì lắm, đúng ai làm cái đó không cần biết nhau không? Ai biết mặt ai là ai đó, thằng nhóc nhỏ này được thừa hưởng sự gọi là giáo dục của cha mẹ nó rất là tốt, rất đông người dân đến đây bây giờ họ cũng tài để dân mình cứ làm bao nhiêu, nhóc nhỏ này nó biết là nó làm đúng không sợ bao tiền của nó cho nó ăn hết rồi có đâu con là có xin gói đi đi một kỳ kéo còn nhánh cho mẹ cái gì đấy là có cứ đổ từ 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 cứ có đó còn còn đủ rồi. Tài xế tới chưa? Tài xế tới chưa? 1.000 giá mua xe cho con ăn. Xe của anh em của em đang đậu trong đó hả? Cái làn xe thứ ba đụng nó nhốt trong đó luôn rồi. Đó trong trạm mình đó. Chứ 4 chỗ. Hả? Không qua là không qua. Giờ nó không cho qua luôn. Giờ nó chèn bánh rồi cũng cho đi luôn. Đánh luôn anh em, tụi em đánh luôn mà không có qua đâu. Đậu làn thứ ba kệ. Cho đập xe bể cũng được. Cầu trang người đeo còn không có thì cho chó đeo. Xe toàn vào nhôi. Cầu xe bắt đầu cầu xe tiếp cầu. Cầu xe. 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 Có 4 người anh em của tôi trong đó, có cậu cho cậu. Người ta đòi quyền lợi chung cho tất cả người dân nhưng mà tôi hiểu sao là để chẩu xe người ta. Anh nói đỏ, anh nói đỏ. Anh lấy đấy em quay cái vỏ xe cái cậu anh. Làm công an đây mà làm khoai. Cái quyền lợi này quyền lợi chung cho tất cả, ta đòi quyền lợi chung cho tất cả, đòi quyền lợi chung cho mấy anh công an luôn, mấy anh bảo kê bót luôn, nhưng mà không hiểu sao mà la này, nghĩ là những người đòi quyền lợi bạn đó bị cậu vô rồi, anh Hùng ơi, bị cậu vô rồi. Nếu như mà trạm thu phí này đúng thì cái người đại diện của trạm thu phí này ra, anh em chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện, ai đúng ai sai. Nếu mà chúng tôi xài cái bát nhốt phạt tù cũng được nữa, mà cái người đại diện của trạm thu phí này không thấy đâu. Người đại diện trạm thu phí này không thấy đâu, thấy công an không? Cái chính quyền ở đâu mà đến trẻ con 3 tuổi mà cũng bắt được, cần một người làm công an mà trẻ con 3 tuổi cũng bắt cho được. Có lãnh đạo để chất vấn. Làm công an mà không ra làm gì vậy? Mà để cứ huy động nếu như những nếu như trạm thu phí này đúng thì kêu người đại diện trạm thu phí ra, anh em chúng tôi ngồi xuống nói chuyện ai đúng ai sai. Nếu chúng tôi sai bắt tôi đi tù, còn cái người đại diện trạm thu phí này nó mất tiêu không thấy, thấy công an không kỳ cục vậy, công an bảo vệ người dân hay là bảo vệ cái trạm thu phí lạ đời vậy. Từ từ rồi có chỗ đâu ngồi cái bao này để sau lưng lên đi. Ôi, để đông lắm trong để cái này lên đi, có xe xe sau ngồi xe sau, có xe sau đâu, có xe sau á, xe cái xe anh chép đằng sau á đấy, con xe đó đấy. Cái chất mấy cái này lên để cái chỗ gì để chỉ nhẹ nhẹ vô. Chất ở đâu mà? Chất hai cái bao này vô thành một. Để vô cái cốp đi. Vô là để chuyện cốp. Sao chật rồi, sao cốp chật rồi? Sao cốp cũng chật rồi? Cứ thảy đại ra không sao đó. Chật rồi, sao chật rồi? Đó, anh cứ thảy cái này lên nè. À.
để cái chỗ này trống đi để cho chị cái gì chứ nhảy vô. Từ 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 ngồi xuống đi like cái nào đi coi cái nào. Đang nói làm cho nó có động lực. Biết rồi. Anh đưa đây. Trời ơi, công an Bình Tân chuẩn bị đàn áp ở đây chúng tôi nha bà con, chơi luôn đàn áp, cho đàn áp. Anh em mình không có gì sai, không có gì sợ đó, nó muốn đàn áp cho đàn áp. Cột lại. Đây là một người anh trên Facebook, người ta mới cho anh em không chăm chăm cũng cầm đồ phí, anh ta ủng hộ anh em. Theo tôi dự đoán thì lại một đêm nữa thằng nhóc nhỏ này là lại bị nhốt nữa. Thế giới người ta sẽ nhìn thấy anh em xe mạnh cái bi dáng này, xe mạnh dùm cái dáo này. Dù là cái khúc này là khúc thằng nhóc nhỏ này nè, nó sẽ bị nhốt nữa. Thế giới người ta rất tôn trọng trẻ em. Nhưng mà tôi nghĩ sao cái trạm thu phí này làm công an làm chuyện kỳ cục. Cứ để cửa này cái gì chị mở chị nhảy vô. À rồi không sao đâu, trời ơi. Anh phó là chị bao giờ với em. Thế giới người ta sẽ nhìn thấy người ta sẽ cười vào mặt mấy ông công an Bình Tân. Thằng nhóc nhỏ chút xíu. Công an làm sai mà cứ đòi quyền lợi của người dân hết á, người dân cứ đứng đó. Người dân có quyền lợi hết, người dân cứ đứng đó mà chứng kiến cảnh mà công an làm việc. Công an làm đúng hay sai? Thanh minh cái bên bệnh anh đi chứ. Giao cô mày điều tra đi. Đầu đá nào xách ra rồi, đầu đá nó ra. Thằng nhóc nhỏ xíu 3 tuổi. Ăn tiền người dân cực khổ làm ra. Thằng nhóc nhỏ này theo ba giờ mẹ đội Minh Bạch. Cậu xe nó để đó sao mà phải đuổi? Cậu xe để đó hả? Anh em nên nhớ là chúng tôi với đội Minh Bạch chứ chúng tôi không phản đối nha. Nếu như mà Minh Bạch rạch rồi. Ông nội nó làm ra được hay sao mà đuổi không cho người dân đó. Nhưng mà người đại diện của trạm thu phí này không ra mặt. Người dân có quyền của người dân. Ông tiền của người dân là cao hết á. Người dân có quyền của người dân. Họ là biện hộ là xây 4 cái cầu vượt. Họ thu tiếp tới năm 2033. Mà vậy thì đánh dấu hỏi là xe người ta đi dưới cầu, người ta không mua vé là đúng rồi. Xây cầu vượt thì đặt cái trạm ngay cầu vượt mà thu. Xây cầu vượt người ta đi dưới cũng mua vé là sao kỳ cục vậy? Thấy càng ngày càng công an càng đông mà. Công an làm việc giỏi mà công an càng ngày càng đông. Ông Ngọc á. Công an giỏi ghê. Không đó ông Ngọc chuẩn công an quận Bình Tân cái gì vậy? Đâu đâu ông nào? Ông Bình Tân Trang mập đi. Bắt người ta có tục. Để con 3 tuổi ông ra cũng bị nhốt. Không đó ông Ngọc phải không? Các anh gia, các bà con. Qua cái thằng công an thường nó là con dân đều có quyền hết. Nó kêu anh Ngọc. Rồi quyền lợi của người dân. Quyền lợi của người dân phải được đó. Đúng các bạn quận. Từ có thể nó che lại, nó che nên nè. Che gì? Nó tính che lại, nó che nên á. Che cái gì? Đứng đây coi che cái gì? Kệ mà cháu lên. No. Người dân cũng có quyền của người dân. Người dân đứng đó mà chứng kiến. Nó cho dân nó xe che lại đó. Nó tính cái bài đó. Em nghe em. Mỗi ngày ngồi bàn viết giấy thôi, không biết một tí hết. Ký bản. Hả? Chứ biết ngồi ra ký cái bản đúng hay sai không biết. Hả? Cái gì là cái gì. Nói đi. Rồi. Em đang đứng đòi người trong cái đồn cái kẹp điện thoại. Mà em đứng đi, mà nhỏ chửi. Để vậy. Đi hả? Anh ơi, anh ơi, tính núp sọt phải không? Trời ơi, làm cái trò kế bẩn quá. Tính núp sọt cái gì? Tính núp sọt xe mình tí nha anh em. Trời ơi. Trời ơi, nhục lắm. Công an làm đúng hết, càng ngày càng đông mà. Tung mẹ con này nè. Trời ơi. Mấy anh làm đúng cho nên càng ngày càng đông mà các anh. Giao cột đều ra mà cái bé tỏn ra đây.
xe anh em qua qua đạp rồi. À con cứ vào vô biểu tình đi. Ủa sao mày phải đi? Đang tăng sâu không? Sâu. Được rồi. Mình. Ủa chị đang đi rồi. Quá trời luôn. Mấy thằng BOT này nó cách Minh Trí lắm nha anh em. Cút. Nó đòi thịt anh Minh Trí hoài à. Má này nó thịt thịt cũng được á. Mẹ trạm đòi đánh người mà công an đứng đó nhìn. Về nhà lên coi. À. Ban ngày vậy là làm tới luôn rồi đó. Mà ban đêm này nè. Ban ngày cứ đứng đó hô hào bà con tới. Ban đêm nó dễ cô lập mình lắm. Ừ. Bằng ngày là làm tới luôn. Thì tại chân cái trạm thu phí BOT An Sương là cái xe của anh em tôi đã nó thả đi rồi. Bằng đêm nha. Nó tính cậu nhưng mà nó tính tính là áp sát tới nó ấy. Nó tới rồi nó che lui rồi, nó ấy rồi. Cậu xe mình nè. Hả? Cậu xe anh em trong cái trạm thu phí á. Kệ mà cha, cậu cái cậu đừng có ký nè, không có cái cục quay. Không bây giờ nó cậu vô nè. Cậu cái cậu kệ mà cha nó. Không có ký, còn nó nhốt nó giam khi nào. Mà biết rồi, nhưng mà ông đang đi với ai? Đi bộ hả? Tối ngày nó phanh tay, nó đứng làm oai, bắt người trái pháp luật. Bảo kê bớt. Không ngon mà vô điều tra cái bớt bệnh đó sao trả về lại cho người dân đi. Cứ đứng tối ngày phanh tay đít làm oai. Vậy mới phải là làm công an chứ. Quyền lợi của bà con phải bảo vệ, phải làm công an chứ. Đứng đó hứng tiền, đợi sẵn hứng tiền. Má nó mấy thằng này mất dạy. Tưởng không biết là đứng đó đợi hứng tiền không. Má gì mày đâu mặt mẹ. Cái trạm này người ta nói ngày không có tỷ chứ. 3 tỷ á. Ghê vậy. Ừ. Ui nó quá trời luôn. 3 tỷ, 10 tỷ. Tạm nhỏ tạm to nhưng chơi hết mà. Mày thua 3 tỷ nè. Dương bình tức không đồng lòng gì. Ít quá.
quá cái mấy anh em mình không nhiều. Thiệt dân mình phải nhiều hơn. Em biết cái lượng xe ở đây còn đông hơn cái này. Cái này một bên được có, một bên có 3 làn thôi, hai bên là có 6 làn đúng không? Mà cái lượng xe cái này không bằng ở đây. Nhưng mà ở cái này á, một ngày nó thu 4 tỷ mấy đó. Mà nó thu mới được mấy ngày mà nó không thu được. Với cái này mấy chủ xe đó ta chịu chơi. Ủa cái này thu mấy ngày ta? Còn mấy ông chủ xe ở Sài Gòn vòng vòng đây bị công an Bình Tân có mua rồi, nó đâu có cho, nó đâu bán vé cho mấy ông đâu. Mấy ông đi thoải mái nên không chơi không chiến. Cái này chỉ cần 30-40 xe quánh ngày 1-2 ngày liên tục. Ở đây là đến một bên đến 5 làn xe. Thì đó. 5 làn xe. Hồi đó là cái này là về này, cái này 6, một bên 3 cabin, một bên 4 cabin. Có một cabin kia nữa, tức là tóm là 3 cabin thôi mà hôm bữa có con đó mà nó làm nó nghỉ rồi á. Nó nói là mấy ngày đầu em thu á là một lần giao ca à, mà nhưng mà bọn nó có 3 ca lần nhá. 3 ca mà một lần giao ca vậy á là em phải nộp cho bên kia là đến riêng một cabin của nó là hơn 200 triệu. Xe lãi rồi biết chết máy rồi. Một thì là một ca là nhiêu? Một ca là 6 cabin. 3 ca như vậy. Hơn 200 triệu nha. Lấy tắt ngầm kìa. Một tắc. Lần trong đời á. Lấy tắt ngầm được á. Lấy lần. Ủa mình lần từ khi mình đời. Mình lấy vợ 15 năm, 16 năm rồi mình thấy hôm nay vợ mình giữ giằng thì thấy bức xúc ghê. Nãy thấy vợ chửi mình không ngờ luôn á. Nãy vợ chửi mà. Lẽ ma nhập không biết. Có ai đó. Vô mà chửi. Ghê thiệt. Trên kia kìa, trên kia kìa. Đây nè, ừ. Thì bên anh mất đó, anh tao có đem. À, chạy vô đây ha. Dạ. Vô này ha. Từ cứ xe xong. Rồi. Ủa, cho mở ông ra nè. Chốt, có phải. Ủa, dự nhiên khóa đem rồi. Thôi lo lòng tay sau. Ngoài. Thả ra đấy, thả ra đấy. Rồi.
Rồi anh chạy về nghỉ ngơi đi, chuyến còn dài mà em qua bên bển chứ. Anh cũng vô bển mà. Hả? Vô bển luôn. Cái xe đang đậu bên đây rồi. Vậy anh không đi đâu? Hả? Cà phê hả? Vô về luôn không? Không, em qua em hỏi rồi, cái này chạy vô đâu? Ủa tới trù chạy nhưng phải biết đường chạy, em mới chạy tới đây. Hả? Bữa đó nghe tới trù á. Trời, đứng chờ em đâu có đường đó đâu. Rồi, rồi, rồi. Anh Vũ là làm việc quá tệ. Này phải làm ban ngày, làm một bữa hòa bà con dân dân tích, tự nhiên ban đêm cứ đi đánh. Ban ngày bà con đâu có ở nhà đâu. Thì chiều đánh sớm hơn tí, cứ kéo dài thôi nha. Lẽ không có ai mà đi đường nha. Không có ai mà nó lo ban ngày nó biết mặt. Là chủ nhật, cứ bảy chủ nhật. Đúng rồi, ở đây nó không được đoàn kết à, bàn à, lưu cụ ơi. Đó là một cái đang còn rất là trăn trở luôn. Nhà ai mới ở mà. Nói tới đây biết nhà ai mới ở. Xong việc cứ rút vô nhà ngủ thôi. Ở với mình á, Trạm Bốt á. Bà con ở dưới ghê hồn. Tới đây mọi nhà ai mới ở. Đi bà. Chơi chút. Sao cái ông già ông lái hay gì? Ủa, anh Thi có chỗ không? Ông già từ tỉnh ông lái hả? Hả? Tài xế đi nó về hả? À, rồi hai ông nội nó xỉn sao lái à, anh giống tài xế xuống à. Hai ông nội cái lò kia nó đi rồi tiết trụ không? Ừ. Xỉn sao lái được, chỉ ông đi lò cái đường này ra đường số 6 được không? Ông biết đường không biết. Ai vậy? Mà hồi nãy nó chặn xe ngay cái trạm thu phí luôn à. Ủa cái xe chặn, kia chặn xe lại mấy thằng Bắc Kỳ xuống, mấy thằng ông Bắc á, ông đó ông ở Hà Nội xuống xỉn đồ bánh đập bể chiếc xe luôn. Rồi rồi, anh đang về đây. Anh đang về đó. Xuống đây lộn đây quánh lộn y sao hết. Ông nghe trạm á, xe bị đứng nghe trạm hồi nãy. Bắt đầu nó chê em nó đưa, bây giờ cái canh mà khi nào mà nó đưa cậu vô thì mua vé, giờ cái nó đưa cậu vô. Cái mua vé nó không bán. Không bán giờ lùi đó, vô cái làng xe đi hai bánh. Bài như hôm qua luôn. Vô làng xe hai bánh rồi nó chặn lại luôn, lùi. Gây gỗ quá trời. Ừ. Nãy anh em đứng bên cái hẻm Quyền Thoại á. Cái hẻm đó là hẻm Quyền Thoại. Khi nãy mình quên chửi cái hẻm Huyền Thoại cái đâu biết quyền. Mặt. Quên hồi nãy. Mới đi qua chứ ta. Nãy quên chửi cái hẻm gì nó nữa cho. Anh đi kiếm cái hẻm đường nào? Chạy về bên chỗ giờ anh chạy về đâu anh nói đi. Tứ Trụ á. Tứ Trụ là đường nào không biết đâu. Cái nhóm bạn hữu Tứ Trụ cái gì nhưng mà như đường này, đường này đây rồi, đây đúng rồi, đường này đường Liên Khu 45 người Vĩnh đó, đường nào chạy này, đường này chạy qua khu dân cư Vĩnh Lộc. Nãy bốn anh em ngồi nói chuyến đó luôn hả? Ngồi đó luôn rồi về bước xuống sao cũng quýnh lộn, sao cũng quýnh lộn mà có công an đó không can thiệp. Đứng công an nhìn không à. Trời ơi, nãy đi. Tụi kia nó đòi úp sọt tụi bảo vệ của bốt. Cái tạm bốt bẩn nó nữa công 5, an. 5-6 thằng nó đòi giết tôi nè. Mà công an đứng khoanh tay nhìn nè. Đập bể kiến xe, hai vì... thằng xuống đập bể kiến xe luôn. Hai thằng đó lắm đi, nó nói tao là dân Hà Nội. Ông già rồi bắt, ông nói là ông làm gì chức lớn lắm đâu ngoài Hà Nội á. Ừ. Rồi nào, có quay phim nào? Quay hết, lưu trong máy nhân hết. Quay mà quay muốn hết. Mày đâu rồi? Quay chụp hình đồ đầy đủ hết rồi, hình ảnh bổng. Đâu rồi, có đó không? Có anh đi tầm. À ông đi đường hả? Ông đi xe. À, ông nói ông đi taxi mà hai ổng rồi đi xuống tay một ổng nữa. Đập xe của em nhận đúng không? Đập bể kính xe luôn. Má, đập gốc sau. Nhỏ sai hả? Có chụp hình đó không? Dạ chụp hình mặt đầy đủ. Ông nhỏ sai luôn phải không? Thì ok rồi. Ông là chim mà. Cái ông sợ cái ông này, ông đó này. Bọn kia kêu này ông sai kiểu già đồ á. Sợ mình nương không đó. Gặp mấy ông tòa ông nóng tính lắm. Nít ông là lão già tuệ tỉnh. Ừ. Qua trước nữa không? Mấy ông tưởng mình đi cậu xe là làm dính cho không? Cái cậu vô đó cái xe màu xanh lá chuối hay gì? À cái anh hôm qua xe xanh xanh phải không? Ừ. Cậu hai lần nữa, chừng lần nữa. Nãy thấy nó cậu cái xe đó xong thấy anh Trí đi bộ tới mà. Ừ. Tụi em đứng trên cây xăng á. Ừ.
rồi anh Nhân lái xe đi đâu anh biết không? Ông nói ông chạy về hướng đó, mà ông nói ông đi xuống trước trụ cái trụ gì đó. Đây này hả? Dạ, ông xuống đây ông xuống lấy cái hình ảnh đó chứ. Hình ảnh cái khúc clip tập kìa. Khoan khoan đóng thì để qua mình. Đâu 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 đây đây. Rồi tạm biệt mọi người.